chất này của chị hả? Ừ. Rồi đây với chị. Lâu lắm chị không qua. Không qua vào qua đó. Không qua đó. Em cũng nghe con ca nấu. Không đi. Con cũng thay mặt khán giả gần xa chúc cho cô được bị sức khỏe và cái
thời gian tới nữa thì cái công giống như là cái bước đường nghệ thuật của mình sẽ được lâu dài hơn nữa cô ha. Dạ, cô cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ, cảm ơn tất cả những người mà đã ủng hộ. Dạ, con cảm ơn cô và cô. Dạ. Mày là được rồi.